T100 đời 2021. Đây mình làm cái video cho các bạn thấy cái bô râu mới lên cho cái xe T100 này. Đó, đây là con T100 đời 2021 nên cái bô nó màu nhôm. À, nó rất hợp với cái cổ nó màu nhôm, rất hợp với cái bô luôn. Đó. Thì lắp cặp phục với cặp bô này thì xe nó ngon hơn zin. Cặp bô này lắp như zin nha. Đó. 2021 thì cái xe nó đã được lên cái Hell Rainbow trước rồi. Ok, giờ làm cái video cho các bạn nghe thử cái tiếng bô. Nổ rất là ấm.